một cái nhìn lên trời gác trai lên trán thấy ngàn sao. Vậy là hiểu rồi, có nghĩa là nằm chỗ nào có khách sạn ngửa mặt lên có sao là khách sạn ngàn sao. Dạ hay quá. Dạ bác vui tính dễ sợ tao nay. Ủa bác vậy là có con cái đâu mà để bác vậy vậy? Dạ tôi cuộc sống tôi rồi nó đơn độc lắm cậu à. Dạ buồn lắm. Dạ. Con mình à. Dạ nhưng mà thật ra đó là cũng có đứa con gái. Dạ có. Dạ. Đứa con gái nhưng mà nhắc tới nó buồn lắm cậu ơi, số phận hẩm hiu buộc lắm. Bác xin lỗi bác, con xin lỗi bác, con xin lỗi bác, con không biết là con đụng tới nỗi đau của bác. Chị mất lâu chưa? Cũng được mấy. Ủa cái gì vậy con? Dạ. Hả? Con nói cái gì? Con hỏi là chị nhà mất lâu chưa? Trời ơi, bác đâu có nói nó là chết đâu con. Sao thấy tự nhiên nhắc tới chị cái bác rung rung nó, bác nói là hẩm hiu số phận gì đó. Không phải, bác nói hẩm hiu đây đó là cái số phận đó, nó đưa đẩy đó, nó lấy cái thằng chồng không có tốt. Phải nói như vậy mới biết, chúng tôi tưởng là đi rồi. Thì tại từ cái thằng chồng đó mới ra cái chuyện mà hẩm hiu rồi bác buồn. Con hiểu không? Dạ, mà sao chồng mà không tốt chỗ nào bác nói đi, con ghi liền vô chỗ này nè. Ôi trời ơi, bác với thằng rể nó không hợp nhau con ơi. Tại sao không hợp một cái người lớn tuổi như vậy mà con hạch sắc ta là cái gì? Thì bác đang cố gắng lắm chứ, để cho gia đình nó vui vẻ. Dạ. Để có tiếng cười. Nhưng mà nó cứ làm vậy hoài rồi bác chịu không nổi, bác đi à. Có nghĩa là bác cảm nhận là anh ấy không ưa bác phải không? Dạ. Mà tại sao bác biết là anh không ưa bác? Rồi bây giờ là tôi hỏi cậu nè. Dạ. Tôi á bị mù. Dạ. Đó, mà tối nào nó cũng mở phim lên nó biểu tôi coi. Đó. Sốc không? Sốc không? Vậy là chứng tỏ là nó không ưa tôi. Tôi hiểu, không lẽ bây giờ tôi lên tiếng tôi cãi nó để cho gia đình vợ chồng nó xào xáo rồi tôi không được. Này sốc quá. Thôi. Tôi biết vậy thôi, tôi để cho con nó khó xử phải không? Thôi tôi đi. Đó, tôi khăn gói lên đường, tôi đi ra một mình ở ngoài đường vậy thôi cậu ơi. Bởi vì thiệt tình á, ai mà làm vậy trời. Tự nhiên người ta mù mà kêu tên của phim. Dạ. Tôi ghét à. Dạ. Bởi vì cái phải gì là mù rủ ba đi chơi bắn súng hay gì đó, đúng không? Dạ. Đó. Thì xin lỗi bác, không biết con lỡ mồm lông móng nữa rồi. Dạ. Bắn súng cũng phải nhắm chứ phải không? Dạ. Dạ, con nói con cẩn thận lời nói, con đừng có xúc phạm tới bác. Xin lỗi bác, con không có xúc phạm bác đâu. Dạ. Nhưng mà con muốn nói con bác. Dạ. Để cho cha mẹ vậy là không được. Đúng rồi. Đúng không? Hoàn cả người ngoài mà không dám xúc phạm ba mình, mà con cái để bác vậy là nó là cái thứ mất dạy. Đó. Đó. Con cái như vậy là mất dạy. Dạ. Tại vì cái gì bất bình là con phải chửi liền. Đúng rồi. Dạ. Con biết ba nó là ai không? Dạ thì ba chỉ là bác đó. Đó vậy mà con chửi mất dạy rồi con chửi bác á. Lỡ mồm lông móng bác, lỡ mồm. Lỡ mồm. Thôi nói vậy thôi chứ, nói thì nói chứ bác có dạy nó, nhưng mà cái hoàn cảnh nó cũng khó xử phải chịu thôi con. Dạ con, xin lỗi bác. Vì hạnh phúc của con mình chấp nhận mình ra đường ở thôi. Đồng nghiệp bác quá. Sao mà cái mảnh đời mà cực khổ vậy ta? Là tại sao mà bây giờ mình đi sinh mình không ngồi cái chỗ nào ngã tư rồi người ta qua lại nhiều, hay ra chợ mà ngồi đi vắng vẻ quá ta? Được con ơi, ra ngoài mấy cái chỗ ngã tư này ngoài chợ nó nắng lắm, nó đen. Dạ. Ăn mà sợ đen hả? Dạ. Chỗ đông quá. Mấy bạn đồng liêu mình cũng ngồi nhiều lắm. Dạ. Bác qua đây là cũng ngồi đây là vắng xô nó nhiều hơn. Hả? Đi xô nhiều hơn. Trời ơi, bác đi khách nữa hả? Dạ. Thì sao? Ngày cũng dài 30 lượt khách vậy đó cậu. Trời đất ơi, ăn mày đi khách nữa hả trời. Ở chỗ này khách nước ngoài đi cũng nhiều lắm, tập thể dục rồi đó, công viên mà. Rồi mấy người mà giàu sang người ta đi ở đây nhiều lắm cậu. Trời ơi, có nghĩa là khách cho tiền bác. Dạ. Bác nói đi khách cũng tưởng bác. Trời ơi. Dạ. Bác thì ai kêu mà đi khách trời. Dạ. Trời, con hỏi tiếp đi nè, là bác định từ đây về sau rồi lo cho cuộc sống mình sao, để sống vậy hoài. Ôi trời ơi, thì nó cũng gắn liền cái tên với cuộc đời rồi con. Dạ. Thì giờ bác cứ chấp nhận cái sống ngoài đường vậy thôi. Coi như là nhờ vào cái lòng hảo tâm này kia là của bà con cô bác. Dạ. Thương nghĩ tới mình. Thì người ta cho mình ăn cơm, người ta cho cháo mình ăn cháo đó con. Đúng bác, cái này là đúng đó. Người Việt mình là thương yêu nhau lắm. Ta nói là cái gì mà thương nhau là chung một cái nguồn cội là thương lắm. Dạ thiệt đúng đó. Rồi. Giúp đỡ nhau hết sức mà nói. Dạ người Việt mình là vậy. Đó, dạ. Cái câu tục ngữ ông bà nói là cái đức tính tốt mà cái người Việt Nam mà người này thương người kia đây nè. Cái câu gì đây nè. Cái gì lá đó con. Đó, cái câu lá còn xanh như anh đang còn trẻ. Dạ. Đó, nghe không? Không phải đâu con. Cái này là bài hát đó con. Bài con hát rồi. Bài hát con lá khác, lá khác con lỡ mầm, lá con lỡ mầm, con hiểu, con nhớ lộn cái đầu. Dạ. Óc con bây giờ nó bấn loạn lắm cái. Dạ. Câu đó là cái câu là lá lành đùm lá lốp. Dạ. Nghe không? Thôi con không phải con ơi,
Còn nấu ra là cũng biết con lộn lần thứ hai. Cái lá lành đùm lá rách, rách, rách đó, rồi từ lá rách nó mới đùm lá nát đó. Từ lá nát mới đùm cái người không có lá. Không, cái câu đầu thì ông bà mình nói thiệt, còn câu sau là con nói. Thì nó chạy đi, miễn có đùm thôi ha con. Có cái đùm là vui rồi. Có cái đùm là qua đùm lại đi. Dạ, dạ. Rồi bây giờ bác ước mơ gì không nè? Thì bác thì cái thân bác thì bác không lo đâu. Dạ, sống nay chết mai rồi con. Dạ. Rồi bác chỉ cầu nguyện sao cho mọi người đều được là hạnh phúc, giàu thiệt là giàu. Vậy thôi. Con biết phải nói sao luôn. Con cảm động quá. Con khóc hả? Sao, sao trên đời này lại có những cái người mà cực khổ như vậy mà vẫn còn tốt được như vậy? Mù mà què một tay mà không nghĩ gì cho mình, xin cho mọi người giàu sang. Không nghĩ gì cho mình hết trơn, xin cho mọi người đóng xin cho mình. Đâu có cái đó là bác xin cho bác đó con. Ủa là làm sao? Đó thì bác cầu cho người ta giàu, người ta giàu người ta mới cho tiền bác chứ con. Chứ người ta nghèo người ta đâu có cho tiền, sao bác xin được con. Trời, bác ước khoa học quá ha. Thì cũng hay, dạ đúng rồi. Người ta giàu ta mới có cái để ta cho chứ. Dạ. Rồi thôi nhiêu đây cũng đủ tư liệu rồi đó. Dạ. Rồi giờ cho tiền ha, tính tiền ha cậu ha. Tiền gì? Dạ. Hồi nãy cậu nói là phỏng vấn có trả tiền mà. Dạ nãy nói vui thôi mà. Đâu được đâu. Trời ơi. Người lớn rồi cậu nói sao vậy? Dạ, dạ. Mình nói mình phải giữ lời chứ. Đâu, nói vậy đâu được đâu. Đâu rồi. Trời khổ. Nói vậy là mít lòng à. Rồi tặng bác này. Rồi xong ha. Xong. Mừng quá. Ủa sao có 2.000 vậy cậu? Sao có 2.000 vậy cậu? Cậu ơi, sao có 2.000 vậy? Sao mù biết 2.000? Biết chứ. Rời nè. Đó cộm cộm lên là số 2.000 là giống như đô người ta cũng rờ cộm cộm á. Này đâu phải đô 2.000. Đâu mà rờ mà biết hay vậy ta. Không, nó có nổi lên. Có không? Quen rồi. Cứ người ta cho tôi cầm lên tôi rờ cà cà vậy là tôi biết rồi. À. Đúng rồi, có 2.000 à cậu ơi. Dạ, bây giờ tính tiền sao? Không lấy 2.000 chứ bác muốn nhiêu? Thôi giờ về đi. Dạ. Hồi nãy giờ mình cũng ngồi là cũng quen biết tình cảm nhau rồi. Đó. Rồi tới giờ tôi cũng tính với cậu giá hữu nghị ha. Đó, vậy đi, bác cháu quen biết nó tính ra rẻ thôi vậy đi. Thì giờ mình tính theo phút đi. Dạ. Ha. Nãy giờ là coi như là mình nói chuyện được 5 phút rồi đó. Dạ. Thì 1 phút vậy là tôi tính 10.000. Đó, rồi 5 phút là 60.000. Đâu rồi, hả? 5 phút mà 60 toán gì mà tính ra hay gì ta? Ở đó có. Thì đúng rồi, nếu mà tính toán thì ra là 5 phút là 50.000. Ờ. Nhưng mà tôi tính 60.000 là tiền bo đó. Bây giờ ai cũng bo hết á. Bây giờ ai cũng bo hết cậu ơi. Cái gì cũng bo hết. Bo 20% luôn nhở? Đó người ta đi uống bia ôm đó, uống thì cũng phải bo à. Trời ơi bác, người ta giàu, người ta đi xe hơi uống bia ôm. Còn con là phóng viên nghèo, con đi xe ôm uống bia hơi. Trời ơi, gì? Tính gì chết con. Phải bo chứ. Không, cậu bây giờ là đúng 60 luôn, bây giờ đập lồi không ra nữa, còn 2.000 đi ăn uống trà đá thôi đó. Thiệt á. Trời trà nữa, trà hoài, 60 đúng rồi. Trời ơi. Không được rồi, cái tờ này láng mờ quá, giả rồi cậu ơi. Cái gì? Tiền giả đó. Trời đất ơi, cái gì vậy tiền giả, ta làm từ 500 nha, làm từ 10.000 chi bác. Không được, đổi tôi tiền tờ khác đi, cái này tiền giả mà, tôi biết mà, nó mờ mà. Trời đất ơi, dễ sợ, thì mù biết tiền mờ nữa. Đổi tờ khác đi cậu đổi ơi. Đổi tờ khác nè. Đâu? Nãy giờ mỏi gần chết luôn á, thiệt á. Cái gì vậy? Đâu? Đó, tiền này mới này mới xài được nè. Hả? Sao có tay vậy? Hả? Thì có bú lành rồi, nãy bú độc, giờ bú lành. Bú lành nó bóc ra lấy tiền, hồi nãy là bú độc nó thọt trọng á. Trời ơi, bắt lừa người ta hả? Có gì đâu lừa. Thì cái này cậu cho tôi chứ, cái lòng hảo tâm của cậu cho tôi chứ, tôi đâu có nãy giờ tôi lừa cậu cái gì đâu. Chào chút đi. Samsung. Con ơi. Hả? Samsung đi đâu á? Đua thả đi Mỹ nào thua đô la. Trời ơi, tôi động đập ông mà thôi chứ đô la cái gì? Ông giỡn mặt với tôi hả? Hồi nãy ông lấy tôi 60.000 ông còn đô la không điện thoại Samsung nữa. Con ơi con tới cứu ba lẹ lên xong rồi. Lẹ đi.
chở chở không có đi nhà hàng. Hôm nay mình đi buffet, buffet nha, vô 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 sau buffet.